Hi, xin chào các bạn. Thì các bạn bảo mình là hướng dẫn thêm về những cái skill của lore với lại những cái hero, những cái nhân vật ở trong game ấy. Thì đây, thì hôm nay là mình sẽ dành cái video này để hướng dẫn các bạn chi tiết hơn về những cái nhân vật lore với lại hero ở trong game ha. Thì đầu tiên đó chính là về những cái nhân vật lore. Lore ở đây là những cái chỉ huy của những cái quân đoàn như thế này. Những cái quân đoàn mà có tối đa là 20 đơn vị. Và những cái lore này nó sẽ cho phép bạn là sẽ tuyển quân, xong rồi đưa quân đi đánh ở trên bản đồ. Đối với lo á thì bạn có thể là tuyển bao nhiêu cũng được, miễn là bạn có đủ tiền. Bạn có thể tuyển bất kỳ ở chỗ nào trên bản đồ, trên bất kỳ một cái thành trì nào, bạn có thể ngồi bạn bấm bạn tuyển một con lo mới được, nếu mà bạn có đủ tiền. Và cứ mỗi một lo mà bạn tuyển thêm như vậy ấy, thì cái tổng cái số tiền mà duy trì cho quân đội, toàn quân đội của bạn nó sẽ tăng lên là 4%. Và nó tính tổng ở đây là số tiền nó phải vượt trội thêm là bao nhiêu ở đây luôn. Thì nếu mà bạn có tiền thì bạn tuyển bao nhiêu cũng được, không thành vấn đề cả. Còn đối với những hero ấy, là những cái con nằm ở trong quân đoàn như thế này này. Những cái con này ấy thì là những cái nhân vật riêng lẻ. Nó có thể hoạt động ở trên sa bàn kiểu như thế này. Đó, nó đứng lẻ ở đây thì nó sẽ không thể nào mà tuyển quân được, hoặc là không thể nào mà điều quân đi đánh được, mà nó chỉ có thể gia nhập vào các quân đoàn do lo điều khiển. Những cái hero này bạn có thể cho nó ra ngoài đó, hoặc là cho nó vào trong quân đoàn như thế này để cho nó chiến đấu chung với quân đoàn. Và mục đích của các bạn hero này đó là sử dụng để ám sát địch này, rồi quấy rối địch này, gây tổn thất cho những cái đạo quân của địch này, phá hoại tường thành này, block cái khả năng di chuyển của những cái đạo quân địch này, ăn cắp công nghệ cho phép bạn mà nghiên cứu công nghệ của mình nhanh hơn. Hoặc là bạn có thể là đưa những con hero nào vào trong quân đoàn để mà chiến đấu chung. Nhưng mà các con hero này ấy thì là nó sẽ có cái cap, tức là nó sẽ có cái giới hạn, và bạn không thể nào mà mua bất kỳ chỗ nào mà bạn thích được, mà bạn phải mua ở những cái chỗ mà bạn phải có cái công trình tuyển con hero đó thì bạn mới mua được. Ví dụ ở cái phe Empire này, đúng không? Thì đây mình vô đây mình xem cho nó dễ ha. Những cái nơi nào bạn muốn mua phù thủy thì bạn phải xây cái nhà này. Bạn muốn mua barrel, con này á, Warrior's Bridge, thì bạn phải xây nhà này. Bạn muốn mua Captain thì bạn phải xây cái nhà lính này. Bạn muốn mua con Hunter thì bạn phải xây cái nhà này. Thì xây cái nhà này xong nó sẽ cho phép bạn tuyển cái con này, và có bạn coi như là bạn có được một cap. Và muốn muốn tăng thêm cái cap của nó thì bạn phải nâng lên một cái cấp nữa, là nâng cái nhà này lên cấp 2, nó sẽ cho một cap nữa, bạn thấy không? Còn cái nhà này nó sẽ cho tuyển và cho một cap, nâng lên nữa thì nó cũng không cho nữa. Cái này là trên là nó giống ở chỗ dưới, nên là mình nâng lên thì nó sẽ cũng không cho cap nữa, mà bắt buộc mình phải xây một cái nhà khác thì nó sẽ mới tăng cap, và nó cho tuyển quân ở cái nhà đó. Tức là ở cái vị trí nào trên bản đồ, thành nào mà có cái nhà đó thì bạn mới tuyển được. Này, thành nào mà xây cái trại lính có các captain level 3 như thế này để bạn mới tuyển được captain. Và trong cái bảng chi tiết của những cái nhân vật lore với lại hero ấy, thì sẽ có những cái chỗ để cho bạn trang bị đồ và tùy tùng. Đồ ở đây thì mình có nè, áo giáp, vũ khí, bùa và các loại ngọc. Tính chất của nó thì nó có từ thông thường là không có màu cho tới mà xịn hơn thì có xanh lá, xong rồi đồ xanh dương, xong rồi đồ tím là cái đồ xịn nhất. Cái đồ tím thì các bạn phải làm những cái nhiệm vụ vào một cái mức level nhất định ấy, thì nó sẽ cho những cái nhiệm vụ cho bạn đi làm, và bạn đánh thắng cái trận đó thì nó sẽ cho bạn đồ tím. Và đồ tím này ít lắm, chỉ có thường là chỉ có tướng legendary huyền thoại thì bạn mới có đồ thôi, chứ còn mấy cái tướng thường thường là không có đồ tím xài đâu. Còn mấy cái đồ xanh rồi xanh lá này thì trong quá trình chơi thì nó sẽ đánh nhau, nó sẽ rơi ra được, nên bạn không cần phải lo. Ở dưới thì mình sẽ có, à mà cái mấy cái đồ này ấy, các bạn có thể là đồ nào không xài thì bạn có thể là đem ra rẻ nó này, bạn tích cho đây bạn chọn nó rẻ, hoặc là những cái đồ nào mà giống nhau á, nó giống nhau tên mà nó giống nhau như thế này, thì các bạn có thể gom gom nó lại, xong rồi các bạn fill nó ra làm một cái đồ xịn hơn, đồ cấp cao xịn hơn. Ví dụ như mình vừa mới ra được một cái Executioner X này, đúng không? Nhưng mà tới cái này là xịn nhất rồi, nó không có xịn hơn nữa, cho nên là mình chỉ dừng lại cái mức mà anh Dương này thôi, chứ nó không có cái cao hơn được nữa.
Kiểu như hai cái giáp này nhé, mình có thể fill lại. Nhưng mà nó phải là cùng một loại giáp nha, cùng vũ khí, cùng giáp hoặc là cùng ngọc hoặc là cùng cùng bùa thì mới được. Ví dụ như hai cái bùa này mình có thể fill lại này. Cái đồ nào mà không xài thì mình fill lại hoặc là mình rẽ ra để lấy cái đồ mới. Còn hai cái này mà fill lại thì nó sẽ ra một cái đồ xanh dương. Nhưng mà ngẫu nhiên, tất cả đồ đều là ngẫu nhiên. Chứ nó không ra được đồ tím nha. Nó sẽ ra cái này. Cái này là thường là cái xịn nhất luôn rồi. Cái này nó có cộng vô 76% xịn nhất luôn. Xong rồi cái bảng tiếp theo là cái bảng skill. Cái bảng skill này thì nó sẽ có 5 dòng nhưng mà ba cái dòng dưới á, là lúc nào nó cũng giống nhau á. Cái dòng dưới cùng ấy thì là nó đa phần là nó sẽ gần như là giống nhau ở cái ba cái dòng dưới. Thì bình thường ấy những cái level đầu á, các bạn nên là đi cái dòng dưới cùng này này để mình lấy cái Rush Marcher này để mình tăng cái khoảng cách di chuyển ở trên bản đồ chiến dịch. Xong rồi bạn sẽ mở tất cả những cái nốt này, thì tùy bạn muốn lấy cái gì đó, muốn lấy control hoặc lấy cái giảm tha hóa thì cũng được. Nhưng mà nó yêu cầu là bạn cần phải lấy 4 cái nốt ở trong cái vòng tròn xám, ở trong cái hình vuông xám xám này này. Bạn cần lấy 4 điểm để mở ra được cái điểm này. Mở được cái nốt này, xong rồi tiếp theo bạn mới lấy được cái nốt nữa, là một cái nốt rất là quan trọng, đó là nốt Lightning Strike. Cái nốt này nó sẽ cho phép bạn đi tách lẻ một đội quân ra, bạn đánh lẻ chứ bạn không cần phải đánh hai đứa cùng lúc. Ví dụ như mình có một quân đoàn đúng không, xong rồi nó có hai quân đoàn, mình muốn tách lẻ nó ra để đánh từng quân đoàn một ấy, thì mình phải có cái Lightning Strike này ở cấp level 3 thì mình mới có thể là tách lẻ tụi nó ra đánh được. Cho nên đây chính là cái skill mà quan trọng bậc nhất, cần phải lấy hàng đầu. Cứ lên level là mình sẽ lấy cái này trước, xong rồi đi xuống dưới đây nữa để giảm thêm chi phí tiền, rồi lấy nốt cái này để tăng thêm khoảng cách di chuyển và lại tiếp tục giảm thêm chi phí upkeep của quân đội nữa, trước khi mình lên mình lấy mấy cái dòng ở phía trên. Hai cái dòng ở phía trên đấy mình nói tiếp ấy, thì cái dòng đỏ này là những cái dòng mà nó sẽ búp cho quân đội ở trong quân đoàn. Thì tùy bạn muốn búp cho con nào, búp cho bộ binh, búp cho kỵ binh, hoặc là búp cho cung, hoặc là búp cho pháo, thì bạn sẽ chọn cái dòng đó. Và bạn sẽ phải bỏ 4 điểm vô trong cái khu vực này để mở cái khu vực tiếp theo. Bạn thấy không? Nó tô xám này nè. Đó. Bạn phải bỏ 6 điểm chứ nhỉ. Phải bỏ 6 điểm hay sao ấy thì bạn mới vô được cái khu vực tiếp theo. Đó, mà trên đây thì nó chỉ còn lại là 4. Tới đây nữa là hết rồi. Đây là búp cho những cái đơn vị mà nó có cấp 7 trở lên. Cho nên là phải cấp 7 trở lên thì nó mới lấy được cái búp này. Rồi cái dòng vàng ở trên là những cái dòng mà búp cho, nó búp cho cái con nhân vật của bạn, một mình con nhân vật đó thôi. Ví dụ như là lo thì búp một mình cho nhân lo thôi, là búp sức mạnh cho lo, búp máu, búp giáp, búp khả năng chiến đấu, cái thứ là búp một mình cho lo thôi. Cái màu vàng này. Và mấy bạn yên tâm, nhân vật của mình nó tới level 50 lần, cứ mỗi lần lên một level là bạn sẽ có một skill point để các bạn bỏ vào đây. Thì tới level 50 thì nói chung là cũng khá nhiều và cũng đủ để lấy gần hết tất cả những cái bảng này luôn ấy. Còn hai cái dòng trên là hai cái dòng mà nó sẽ khác nhau tùy theo những cái faction, những cái phe của bạn chơi, những cái lore của bạn chơi thì nó sẽ hai phe nó khác nhau. Nhưng mà nói chung là tụi nó cũng sẽ búp cho lính, búp sức mạnh cho tướng, hoặc là búp cho kinh tế, hoặc là búp cho chiến dịch thôi à. Nên là các bạn cứ xem xong rồi cứ lấy cái này ha. Đó là về lo. Còn về hero thì đấy, hero thì nó lại càng đơn giản hơn nữa. Hero như là những cái con này ấy. Mà khoan, ví dụ hero đúng không? Chờ mình xíu. Con hero thì các bạn chỉ có thể tuyển ở những cái vùng mà có thể tuyển. Ví dụ như là chỗ này nó xây cái nhà barrack này thì bạn mới tuyển được con captain. Đây, captain của mình nó đang bị quá giới hạn rồi cho nên là mình không thể nào mà tuyển được. Và cái bảng của con hero là nó cũng y chang như cái bảng của con lo, bạn có thể trang bị quần áo, vũ khí, bùa, item các kiểu và trang bị các tùy tùng cho nó. Thì cái bảng skill của cái bọn hero này ấy, với những cái bọn mà kiểu mà cận chiến hoặc là tầm xa hoặc là vừa tầm chiến vừa tầm xa thì nó cũng sẽ như thế này thôi. Nó chỉ có màu xanh dương và màu vàng. Màu vàng là búp sức mạnh cho con hero đó, rồi vào dòng trên là có ngựa. Và có một cái rất là quan trọng đó chính là cái bất tử. Cái này nó sẽ cho phép bạn
bất tử vào rank 20. Khi mà bạn rank 20 và con hero của bạn mà bị chết trên chiến trường ấy, thì thay vì nó sẽ bị chết thì nó sẽ chỉ bị thương trong vòng mấy tên, xong nó sẽ lên bảng đếm số rồi nó sẽ quay trở lại ha, chứ nó không có bị chết hẳn. Nhưng mà bạn phải đạt đến cấp 20 thì bạn mới mở được cái immortal này, cái bất tử này. Còn cái dòng dưới này ấy, nếu mà con tướng của con hero của bạn mà hoạt động ở ngoài sa bàn ấy, thì mấy bạn lấy. Còn nếu mà không hoạt động ngoài sa bàn mà nhúng vào đội quân cho nó chiến đấu chung với lại cái quân đoàn đó thì bạn không cần phải lấy cái dòng này. Ở dưới đây ấy, nếu mà nó hoạt động ngoài sa bàn ấy, thì mình sẽ có rất là nhiều những cái việc như là hồi nãy mà mình đã nói, là nó như là đi tấn công những cái quân quân đội địch này, đi ám sát này, làm cho tụi nó bị thương này, hoặc là tăng trị an này, tấn công quân đồn trú cái kiểu. Mỗi con hero nó sẽ có một cái chức vụ, mới có nhiệm vụ khác nhau. Ví dụ như bạn muốn mà chuyên ám sát ấy, thì bạn sẽ phải dùng cái con này. Con này thì nó sẽ là chuyên mấy cái con mà có cái dòng assassin assassin này ấy, thì nó sẽ là chuyên đi ám sát. Ám sát ở đây là có khả năng là chết hẳn, chết là chết hẳn luôn, và có khả năng là bị thương nữa. Wound ở đây là bị thương, còn khi nào mà nó gây là succeed, mà critical succeed ấy, là nó sẽ chết hẳn luôn. Còn cái thằng bên đây là tối đa là nó chỉ bị thương thôi, còn cái con này là mới có khả năng là làm cho nó chết hẳn nếu như bạn may mắn. Rồi một con hero nữa rất là quan trọng, đó chính là cái con hero mà có cái khả năng chơi phép. Thì nếu mà bạn mua con lo mà có khả năng là phù thủy thì nó cũng có khả năng chơi phép thôi, và con hero thì cũng tương tự như vậy, thì nó cũng là một có hero phù thủy và có khả năng chơi phép. Thì cái bảng phép mà bạn có thể sử dụng thì nó sẽ nằm ở trong đây. Đây là tất cả những cái con hero và tất cả những cái hệ phép mà bạn có thể chơi được. Ví dụ con này thì chơi hệ bóng tối, con này chơi hệ lửa, con này chơi hệ sấm sét, các kiểu, con này chơi các ánh sáng, ta ta ta. Nhưng có rất là nhiều hệ phép và mỗi phe thì thường chỉ chơi được một vài loại phép nhất định thôi à, chứ không thể nào mà xài hết tất cả các loại phép được. Phép ở đây thì có rất là nhiều, thấy không? Nhưng mà mình ở đây là tất cả quân phù thủy của mình ấy là chỉ xài được khoảng 5-6 loại phép thôi. Ở trong đây thì các bạn có thể vô trong đây các bạn xem này, đây là tất cả những cái phù thủy mà mình có thể xài ấy. Rơi vào khoảng 6 loại phù thủy mà mình có thể xài, 6 loại phép khác nhau. Thì các bạn bấm vào một con phù thủy nhé, con hero phù thủy, các bạn vô bảng skill thì các bạn có thể thấy y chang cái dòng bên dưới là cái dòng để mình hoạt động ở ngoài sa bàn. Thì mình sẽ có là tăng cường kinh tế này, nếu cho nó đứng ra ngoài sa bàn ấy, thì nó sẽ tăng cường kinh tế. Cho nó đi làm những công việc gọi là ăn cắp công nghệ để cho mình nghiên cứu công nghệ nhanh hơn, rồi đi làm những nhân vật tướng hoặc là hero của địch bị thương, hoặc là tấn công những cái unit của địch làm cho chúng nó bị thiệt hại về quân số. Đó. Ở trên đây thì mỗi một con phù thủy ấy, thì nó sẽ có cái đường phép của nó, và nó sẽ có 6 cái phép chính, 6 cái phép mà bạn có thể sử dụng được. Lúc mà vào battle ấy thì 6 cái phép nó sẽ nằm ở cái góc phía dưới ở bên phải bản đồ như thế này này. Nó sẽ có 6 cái phép. Thì các bạn cứ học phép rồi các bạn xài thôi. Nếu mà bạn không không cho nó đi ở ngoài thì bạn khỏi học có dòng dưới cũng được. Và nhân vật của mình tới level 50 lượng nên chắc chắn là những cái bản skill này là có thể học hết được hết. Không có thiếu một cái nốt nào hết, học hết sạch được. Và mỗi cái skill như vậy là các bạn sẽ phải sử dụng các bạn sẽ phải xài phép của nó. Mỗi cái skill như vậy nó sẽ tốn mana, và trong cái game này nó gọi là Winds of Magic, gió phép thuật. Nó sẽ tốn một cái lượng gió phép thuật nhất định. Ví dụ như skill này thì tốn 4 đúng không? Skill mấy cái skill mạnh hơn như skill này thì tốn tới 16 gió lần. Và cái gió này các bạn xem ở đâu? Cái gió này các bạn xem ở chỗ này. À, hiện tại là quân đoàn của mình là đang có tối đa là 157 gió, và hiện tại đang là 133 gió. Trong tinh này sẽ được cộng thêm 20 gió nữa là do những cái hiệu ứng từ cái tỉnh và sự kiện. Ở đây ấy, trong cái Warhammer 3 này mỗi quân đoàn ấy, là mặc định của nó sẽ là cap ở 100 gió. Như là cái con này ấy, hiện tại là một đội thôi, không có lính gì cả, mà cái mặc định của nó sẽ là tối đa của nó sẽ là 100 điểm gió ma thuật để sử dụng để mà cắt phép. Còn cái đội này của mình là đang được tối đa tới 157 là do có nhiều cái skill và có nhiều cái đặc tính của cái con ấy. Như con này đó, nó có cái
cái skill là Magic Crusher, nó sẽ cộng thêm 5 cap. Ngoài ra nó còn có nhiều buff khác nữa, nó có nhiều cái đặc tính đặc điểm, xong ngoài đồ đạc bạn trang bị thêm ấy thì bạn sẽ được cộng thêm gió thêm. Ở đây này, ở đây nó có Wind of Magic dự trữ cộng thêm 13, thì nhiều con trong quân đoàn nó cộng lại thì nó sẽ được tới 157, và càng nhiều gió như vậy thì các bạn vào trong battle các bạn có thể đánh phép nhiều, đánh phép nhiều, mình xài phép nhiều thoải mái thì mình có lợi hơn. Và để xem được cái lượng gió ảnh hưởng của mỗi tỉnh ấy, thì các bạn có thể vào trên đây. Ở đây là các bạn bấm vô cái nút lọc này này, các bạn có thể xem cái lượng gió mỗi vùng đất. Ví dụ như vùng này thì đang có được cái lượng gió là cộng 10 mỗi lượt, đúng không? Nó sẽ không có bị trừ gió. Ở đây là nó sẽ theo cái màu này từ tối cho tới sáng, càng sáng ấy, thì nó sẽ càng có gió nhiều. Ok, và video của mình đến đây là hết rồi. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha.